Quý vị khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt đang tìm cho mình một ngôi nhà diện tích rộng, giá rẻ chưa đến 2 tỷ và với cái thiết kế thuận tiện đi lại ở quận Hà Đông, đi lại ở Chương Mỹ thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà này. Với căn nhà thông số nhà diện tích 40 m², hướng nhà là hướng Tây Nam, cách với lại 100 m là ra tới trục chính, đường ô tô to. Thiết kế ở đây thì có hai căn, một căn 38 m, một căn 40 m, nằm ở trong khu dân cư đông đúc. Thiết kế như thế nào thì mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể ngôi nhà với giá bán chỉ có 1 tỷ 6, nhìn 1 tỷ 6 một chút và sổ đỏ đầy đủ bàn giao nhà được luôn. Theo đúng như hiện trạng, căn nhà này vừa mới dọn dẹp vệ sinh xong thì Ngọc Ánh đến quay ngay cho quý vị vị trí gần với trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao, gần với trục đường quốc lộ 6 mở rộng, thuận tiện cho quý vị đi làm ở Hà Đông, đi làm ở Chương Mỹ. Và với ngôi nhà sổ đỏ bàn giao nhà được luôn, tầng 1 thiết kế cho quý vị công năng sử dụng ở đây là một phòng khách, một phòng bếp, một phòng vệ sinh. Diện tích rộng cho nên thiết kế của ngôi nhà rất rất là hợp lý. Phần hoàn thiện cơ bản của ngôi nhà là đã xong hết, bàn giao nhà theo như hiện trạng đang quay. Tầng 1 đấy, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện và màu sơn chủ đạo của ngôi nhà này là màu trắng, gạch lát nền kích thước gạch 60-60. Từ vị trí ngôi nhà này cách với lại cổng trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao khoảng tầm 600 m, xung quanh chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, trạm y tế cũng như chợ dân sinh ngay gần nhà quý vị ạ. Đấy. Với cái ngăn nhà diện tích rộng, mặt tiền được gần 4 m, rất là thoáng, và với ngôi nhà này thì mở cửa sổ được ở phía bên hông. Rất là ok. Đấy là phần phòng khách, đây là phần không gian phòng bếp. Với phần phòng bếp hoàn thiện, chỉn chu, đầy đủ cho quý vị. Tủ bếp, phụ kiện bếp lắp đặt xong hết, xung quanh bếp ốp kính ốp bếp, chậu rửa, vòi rửa, phụ kiện toàn bộ chất liệu inox 304. Tìm đâu được một ngôi nhà diện tích rộng mà giá lại rẻ, phù hợp với lại công năng sử dụng cho một hộ gia đình, giá bán hợp lý. Quý vị nào bà đang tìm nhà hợp với hướng Tây Nam thì đừng bỏ lỡ một trong hai ngôi nhà này. Hiện tại hai ngôi nhà này thì vẫn còn cả hai căn thưa quý vị, cho nên có như thế nào thì Ngọc Ánh quay review chuẩn chỉnh cho quý vị là như vậy. Đứng từ không gian phòng bếp nhìn ra phòng khách rất là thoáng, hàng xóm xung quanh đầy đủ, tiện ích dân sinh đầy đủ. Và với tầng 1 thì ngoài ra thiết kế thêm một phòng vệ sinh nữa cho quý vị sử dụng. Phòng vệ sinh này thì đáp ứng đầy đủ về bồn cầu, vòi xịt, máy bơm. Đó. Thiết kế tổng quan của ngôi nhà tầng 1 là như vậy. Mời mọi người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Và trên phía tầng 2 của ngôi nhà thiết kế công năng cho quý vị sử dụng hai phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau. Mời quý vị theo em vào phần phòng ngủ đầu tiên, phía mặt bên trong của ngôi nhà. À. Phòng ngủ thông thoáng, cửa sổ ánh sáng tự nhiên, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, rồi là cửa thông phòng thiết kế là cửa nhôm sinh pha. À. Nhôm sinh pha 5 năm đây mọi người ạ. Gạch lát nền kích thước gạch 60-60, màu sơn chủ đạo là màu trắng. Với căn nhà diện tích rộng, thiết kế thoáng, hợp lý, giá bán rẻ thì quý vị còn chần chờ gì mà không gọi ngay cho Nhà Tốt để đi xem thực tế và chốt được căn nhà ưng ý. Đây là phần tầng 2 của ngôi nhà. Với phần tầng 2 có một ô cửa sổ rộng thoáng, bên cạnh đấy vẫn còn có một ô cửa sổ nhỏ nữa. Và cái này thì ban công hướng ra phía bên ngoài được quý vị ạ. Đó. Hệ thống trần thạch cao lắp đặt đầy đủ. Hiện tại thì cái phần tầng 2 này bên Ngọc Ánh đang không bật điện đâu, nhưng quý vị có thể nhìn thực tế luôn, ánh sáng tự nhiên, không khí tự nhiên vào trong không gian phòng rất là ok. Và phần phòng ngủ tầng 2 thì chủ nhà có cách điệu một cho quý vị một ô ở đây. Đấy, thiết kế cách điệu hơn một chút xíu ở trong phần phòng ngủ để quý vị có thể để đồ, để trang trí. Nói chung là thiết kế công năng tương đối hiện đại, trẻ trung với cái không gian nhà thoáng trước, thoáng sau. Phòng vệ sinh sử dụng cho phần phòng tầng 2. Với phần phòng vệ sinh này thì đáp ứng đầy đủ hệ thống sen cây, gạch lát, nền ốp lên trên tới tận trần, bồn cầu, lavabo, gương. Nói chung là hiện đại so với mặt bằng chung, so với tầm giá. Và công năng sử dụng ở phần tầng 3 cho quý vị cũng hai phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau. Như vậy,
Bước chân lên trên phía tầng 3 là ngôi nhà này có 4 phòng riêng. 4 phòng ngủ riêng. Đó. Phòng nào cũng thoáng, ánh sáng thông thoáng. Hành lang đi vào cũng tương đối là rộng. Trên phía tầng 3 đây. Hai phòng thoáng trước, thoáng sau. Nói chung là quan trọng là tầm tiền. Sau đó thì mới đến vị trí. Bởi vì sao ạ? Tầm tài chính của quý vị mua nhà phụ thuộc vào vị trí bất động sản. Nó sẽ quyết định lên cái vị trí quý vị mong muốn ở đâu. Thực ra với tầm tiền hơn 1 tỷ thì bây giờ nó mua ở gần trung tâm thì rất là khó. Trên phía tầng 3 thiết kế đây, phòng vệ sinh sử dụng cho quý vị đây. Tương tự như tầng 2. Nói chung là tương đối thôi, còn để mà nói là tuyệt đối thì nó hơi khó mọi người ạ. Đây là phần phòng vệ sinh đây. À. Thiết kế hợp lý cho một hộ gia đình sử dụng theo từng tầng. Tầng 1 sử dụng riêng, tầng 2 riêng, tầng 3 riêng. Và mời quý vị theo em lên tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Và trên phần tầng cuối cùng của ngôi nhà đây thì thiết kế cho quý vị là phần sân phơi. Rộng, thoáng. Đây, quý vị có thể nhìn thực tế xung quanh. Hàng xóm láng giềng. Đi lại thuận tiện. Đó. Tiện ích công năng, sử dụng hài hòa, hợp lý. Còn Ngọc Ánh không chia sẻ với quý vị rằng là nó tuyệt đối, bởi vì thực ra ấy, mỗi người có một nhu cầu sử dụng khác nhau, mỗi một hộ gia đình có nhu cầu sử dụng khác nhau. Bởi thế cho nên là cái này là tùy, em quay review cũng rất là cụ thể, từ tầng 1 cho tới lên tầng cuối cùng của ngôi nhà, cũng như là cái về tiện ích công năng có sao thì nó cũng chỉ thể hiện ở bằng đó, ở trên video thôi. Cho nên quý vị muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể có thể liên hệ trực tiếp với Nhà Tốt theo số 2 số điện thoại ở phía trên màn hình 0983 013 403 hoặc 0888 041 444. Quý vị đăng ký kênh, bấm vào phần follow để có thể cập nhật được những thông tin nhà mới nhất hàng ngày Nhà Tốt up lên nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.